Smart Home Channel xin kính chào quý vị các bạn. Trước mặt các bạn đây chính là hộp Android TV thông minh karaoke của Adnoxon Camera và nó cắm hệ số là SB901. Đó, thì hiện tại thì còn những cái dòng SB901, còn cái SB801 thì hiện tại này nó không có sản xuất nữa nha các bạn. Thì bên karaoke thì cái hộp này nó cũng hoạt động như một chức năng của cái Android Box, nó có thể là xem phim này, nghe nhạc này, xem YouTube này và xem TV nè, vân vân. Nhưng mà hiện tại thì nó sẽ có bản quyền karaoke 30/30.000 bài hát của bên Adnoxon Camera và nó sẽ có cái vỏ hộp đây thì rất là quen thuộc đối với các bạn, nó sẽ có một cái màu thương hiệu của nó là màu đỏ như thế này. Đó. Và các bạn có thể thấy cái logo của nó này, công nghệ KH này. Đó, Adnoxon Camera. Và bên trái này sẽ là có những cái thông tin, ví dụ này tải nhạc từ mạng internet này và cloud karaoke hàng chục ngàn bài hát, xem truyền hình, xem phim giải trí qua mạng. Và cái đây thì bên Adnoxon này nó hay một cái là các bạn có thể là điều khiển karaoke qua cái ứng dụng mà các bạn tải trên điện thoại và điều khiển qua điện thoại luôn. Đó, các bạn sẽ ra tùy chọn những bài hát hoặc là những thông tin ở trên cái điện thoại của bạn truyền qua tải qua cái con hộp Android thông minh này của bên Adnoxon Camera. Và phía dưới, phía mặt sau này thì nó sẽ đưa ra những cái thông tin, ví dụ như là hộp Android thông minh hỗ trợ karaoke Full HD online và thông số kỹ thuật đây sẽ có cái dòng RAM đó là 1GB và ROM là 8GB. Đó. Và ở đây thì địa chỉ mà các bạn muốn đến chính hãng luôn á thì đến 15 Mai Thị Lụa, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc các bạn có thể đến mua đến ngay tại cửa hàng mình để có thể được bảo hành nhé. Đấy. Và bây giờ là mình sẽ là mở hộp cái hộp Android karaoke của Adnoxon Camera á, cái mã số là SB901 này. Thì ở đây nó vẫn còn nguyên luôn, đó là cái miếng dán để nguyên tem luôn. Mình sẽ là cắt ra luôn nhé. Đấy. Ok. Cho các bạn xem luôn. Thì đối với một cái phiếu bảo hành quá quen thuộc đó các bạn, khi các bạn đã mua cái dòng những cái dòng của bên Adnoxon Camera thì đây phiếu bảo hành rất là quen thuộc. Và nó sẽ có những cái danh sách các trạm bảo hành từ phía Nam đến phía Bắc. Đấy. Phải chưa? Để họ và tên, địa chỉ người mua, vân vân. Và một cái đây là sản phẩm Adnoxon KBB. Ôi, xin lỗi các bạn, SB901. Và một cái cách hướng dẫn sử dụng thì cái giấy này nè, nó có tác dụng rất là nhiều, các bạn có thể là tham khảo ở đây để có thể là xem được những cái tính năng, ví dụ như điều chỉnh hoặc là tính năng của nó, hoặc là cách kết nối qua cái điện thoại như thế nào, bạn có thể là xem trên này. Đấy. Và các bạn có muốn xem trực tiếp, có thể là xem được những cái video sau của mình sẽ là hướng dẫn cho các bạn cách mà kết nối vân vân. Và phía dưới này là những cái phụ kiện của nó nhé. Đây sẽ là một cái cục adapter nguồn, một cái dây AV, một cái dây HDMI, một cái remote. Thì remote này theo cái kiểu mà nó giống những cái kiểu này là mình giống cái một cái dòng Android Box hồi ngày xưa á, mình đã thấy rồi. Nhưng mà không sao, mình chả quan trọng. Đấy. Nói chung là nó sẽ có những cái chức năng như là chỉnh bài, điều khiển, này, chỉnh bấm số gì đó. Đấy. Và mà một cái cục pin để các bạn bỏ chuột. Đây thì bên Adnoxon sẽ tặng cho bạn là một con chuột có sẵn luôn ở trong cái hộp Android Box nhé. Và hai cục pin để các bạn bỏ chuột và bỏ cái remote nè. Ok. Và đến con nhập chính thì đây chính là cái con Adnoxon SB901 của bên Adnoxon Camera. Đây, nó sẽ cắm màu đen và cầm rất là mát tay. Và nó sẽ cắm cái logo màu trắng là Adnoxon ở đây nè các bạn, thấy chưa? Và xung quanh đây nó sẽ một cái viền, nó viền màu bạc. Đấy, viền nhôm. Mà nó rất là nhỏ thôi. Và phía trước đây sẽ là có một cái mặt đèn mà nó sẽ là đưa dài như thế này. Và khi các bạn mở nguồn lên các bạn sẽ thấy. Và cái dòng chữ Adnoxon này, SB901 sẽ đưa bên góc, hai bên góc như thế này. Và bên này sẽ cắm cái số hotline luôn cho các bạn, đó là 0961071071. Đấy. Cái này là số hotline, các bạn có thể là gọi hỏi những cái gì đó các bạn muốn hỏi. Và tất nhiên là sẽ có hai cái gần phát thu sóng wifi đối với những cái dòng Android Box quá quen thuộc đó các bạn.
và cổng 3 cổng AV này, hai cổng USB, một cổng LAN, một cổng HDMI và một cái cổng nguồn. Và nó sẽ tích hợp cái nút đóng mở nguồn ở bên phải này. Và phía dưới này nó sẽ là sẽ các bạn sẽ thấy nó có màu xanh. Đây là màu xanh dương và bốn cái chân đế. Đây là bằng xốp chứ không phải là bằng cao su. Và sẽ được thấy một cái nhãn đó là chữ Smart Android TV Box. Và model đó là SB901 và thương hiệu đó là của hãng là Adnot này. Bạn thấy luôn. Ok. Và xin lỗi. Và tất nhiên là sẽ có hai nơi để thoát hơi nóng khi bạn sử dụng quá lâu ở đây. Hay và xin nhắc lại đó là bên hãng nó sẽ rất là có một đặc biệt đó là sẽ cung cấp cho các bạn trên 30.000 bài hát. Đấy. Cái này thì mình rất là ưng ý và cái con Adnot SB901 này. Và sẽ có luôn con chuột cho các bạn nhé. Ok thì hôm nay mà mình vừa đó là mở hộp cái con Adnot Sync Media của cái mã số là SB901. Thì các bạn có thắc mắc hay ý kiến gì với con này thì các bạn có thể để cái comment phía dưới. Và các bạn đừng quên đó là like và đăng ký theo dõi kênh mình để có thể là xem những video sau của này của mình nữa nhé. Mình sẽ có những video mở hộp cái dòng Android Box mới hoặc là trải nghiệm, các bạn có thể là vào tham khảo. Và các bạn có muốn mua hãy nhìn phía dưới kia có cái một cái đường link và số điện thoại, nó sẽ chạy phía dưới, các bạn có thể là tham khảo gì đó để hoặc là các bạn có thể là lên trang web đó là smarthome.hcm.com để có thể là xem chi tiết những phần quà, những cái chi tiết sản phẩm của bên mình sẽ là ghi sẵn trên đó và các bạn có thể là đặt hàng trên đó luôn nhé. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở lần sau nha. Bye bye.